Rồi, lên tập tiên em xin chào tất cả các anh em cần rủ đam mê câu cá từ Minh Tổ Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 8.000 câu nha anh em. 8.000 câu này, 8.000 câu tay, chất liệu carbon hết luôn. Những cây gần này có độ cứng tầm khoảng 1 h mà phát gửi thôi. Chuyên cho anh em câu go chép, go giết nha anh em. Rồi, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi còn dấu clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Tiếp theo lên đầu tiên thì em sẽ lên cái thứ nhất nha mọi người. Cây thứ nhất là một cây cần chiên cho anh em câu go nha anh em, go giết, go đồng. Cây này rất là tiện để cướp xe, rất là vừa luôn á, tầm khoảng 2 găng tay nha anh em. Cây này thì dài 2m6 nha anh em, đó 2m7 nhưng mà em đo chiều dài thực của nó là tầm khoảng 2m6. Đây, đọt nó thì em sẽ đi kêu 3B lại nha anh em. Đó, cái nào em làm lại thì em bảo em làm lại thôi. Cây này thì nặng là 330g nha anh em, 30g. Thu gọn là 38 cm, đọt là 0.6 ly, độ cứng tầm khoảng 1 h 5 nha anh em, đó rất là dịu nha anh em. Dạng này là chiên câu gô giết rồi, gô là còn gì bằng nó, carbon nha, carbon sẵn đây, đầu thì tất cả ok hết, không lỗi lầm. Rút ra thẳng băng nha anh em, rút ra là thẳng băng luôn. Carbon nha anh em, carbon sáng chìm. Tháo lóng cho anh em xem. Tất cả các lóng đều ok hết nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Sẵn đây nha anh em. Cần này thì anh em có thể để câu gô được, câu gô thì ngon lành này. Đẹp nha anh em. Rồi, cây này giá công khai cây này là 300k nha anh em, cây số 1 300k. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây cần để chia cho anh em câu gô giết nha anh em. Cây này thì dài 4m5. Cái này hàng xuất là đi Nhật cho anh em, tem này. Chất liệu cái này vẫn là chất liệu carbon nha anh em, hàng carbon. Cái này còn mới lắm anh em, cái này rơi vào tầm khoảng 3 găng tay nha. Cái này dài 4m5, thu gọn 48 cm, đọt 0.6 ly, độ cứng rơi tầm khoảng 1 h đến 1 h rưỡi nha nè. Độ cứng tầm khoảng 1 h 1 h rưỡi, cái này tầm 1 h nha, độ cứng tầm 1 h nha nè, rất là mảnh nha. Mấy dạng mảnh này thì đánh cái gô thì bao phê rồi. Cái này nặng là 60g, tất cả còn rất là đẹp nha anh em. Lấy ra trình em xem lỏng luôn này, chất liệu và carbon. Cái mấy cái này là đẹp xuất sắc luôn anh em. Đẹp xuất sắc luôn á, cực kỳ đẹp nha nè. Đọt đây. Khá là dịu quá nè. Cái này đánh chép, đánh gô đánh giết rất là ok nha. Phần này là carbon sẵn nha nè. Đọt là đọt đặc. Cây này thì nguyên zin nha, không đụng chạm gì hết. Cây nào nguyên zin thì em báo nguyên zin. Giá công khai cây số 2 là 400k nha mọi người. Đó, cây số 2 400k. Đây, chờ qua đây. Tiếp theo sẽ là cây số 5 nha mọi người. Cây số 5. Cây số 5 thì cây này là cây hàng của Olympus nha nè. Hàng Olympus, thương hiệu nội địa Nhật nha. Cái này thì em đã thay đọt cho nè, phần đọt này là khá to, đọt này độ cứng nó rơi tầm khoảng 2 h, to mà dịu nha nè. Đây, đi keo lại nha nè.
Cây này thì dài 4m2, thu gọn 50cm, nặng là 110g, đọt là 1.8L, ghe tầm khoảng 2H nha nè, đọt 1.8L. Chất liệu thì vẫn là chất liệu carbon thôi. Đó. Ngoại hình thì còn rất là ok cho anh em. Carbon sắn chìm. Rất đẹp nha anh em. Thằng trên đây đây, không xước không gì hết. Chỗ này thì dính trình thôi nha anh em. Bỏ hẩm sắp đi test. Rất là phê nha anh em. Carbon. Rất đẹp nha anh em. Đây, vẫn là carbon nha. Đọc ra đọc lại. Dạng này thì chia cho anh em đến cảm giác rồi, săn chép. Đó, đánh chê, cây đánh chê được khá là ok anh em. Test độ cầu ông nè. Rồi, giá công khai cây số 3 vẫn là 400k nha anh em, 400k cộng ship nha. Càng rất là đẹp nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là cây hàng của con núp. Cái này thì em cũng không biết luôn, nhưng cây này em đảm bảo với anh em là em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Đó, hàng chất liệu là chất liệu carbon nha nè, anh em có thấy nó sẵn đây. Cây này thì dài 4m5, hàng nguyên zin. Rất là đẹp, ngoại hình khá là ok. Cây này thì nặng thu gọn là 57cm, giờ tầm khoảng hơn 2 găng tay tí nha nè. Đó, đọt là nặng là 150g, đọt 0.6 ly, giá vẫn là 400k. Hàng khá đẹp nha em, chất liệu carbon. Cây này thì riêng cho anh em câu gô chép này, gô viết nha anh em, gô viết. Cây này đọt 1.6 ly, đọt 0.6 ly, giờ tầm khoảng 1h đến 1.5h nha anh em. Ngoại hình cái này thì khỏi chê. Cái này với hai cây này là giống như là hàng đẹp nhất trong nguyên bài. Chất liệu carbon nha nè. Rất là mới nha. Bữa nay thì em thanh lý sổ luôn để nhập lô mới về. Hàng đang về nha anh em. Hàng khá đẹp á. Đọc nguyên zin nha mọi người. Đợt này tầm khoảng 1h nha nè, 1h 1h rưỡi, chia anh em Kogo viết nha. Anh em Kogo viết lấy mấy cái này đánh rất là ok nha anh em. Khá là ok, khá đẹp á. Đầu lóng đây, khá là ok nha anh em. Bu nguyên zin. Rồi, giá công khai vẫn là 400k nha, cây số 4. Đây, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là cây cần của Suzumi nha mọi người. Cây này của Korea. Suzumi. Hai carbon nha, chất liệu carbon. Cần còn rất là mới nha nè, rất là đẹp luôn. Cây này thì nguyên zin nha. Cây này dài 4m5, thu gọn 56cm, nặng là 110g, đọt 0.5 ly. 0.5 ly thì gơ tầm khoảng 1h tới 1h cử thôi. Hàng chiên này chiên cho anh em Kogo Go viết thôi nha. Đó, nên đầu lực thì không có rồi. Đó, hàng này chiên Go viết, đánh mấy con Go, mấy con viết này, đánh mấy cần dẻo dẻo này, đánh rất là phê nha nè. Hàng thì hàng vẫn là hàng carbon. Em lấy lóng cho anh em soi. Đánh hàng thì cho anh em soi hết. Anh em về, em ship hàng về tới tay anh em thì anh em có thể tháo ra kiểm tra. Đó, cứ bể nứt nẻ gì thì anh em báo em nhận lại hết nha. Đầu lóng rất là đẹp nha anh em. Hàng carbon nha anh em, rất là đẹp.
Rất là đẹp nha anh em. Cây này thì khỏi cần phải bàn này. Đọc nguyên zin nhá. Đó. Đọc này là đọc đặc chi anh em có go giết thôi, go giết. Đánh go phi cấp giá thì cũng ok. Ừ. Rồi, giá công khai vẫn là 400k nha mọi người. Cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 thì nó full hợp nha anh em, full hợp. Cây này thì dài 4m5, thu gọn 55cm. Có tổng cộng là 10 lóng, nặng là 140g, đọt là 0.8 ly, đó. Gốc là 23.0 ly. Cây này thì gơ tầm cứng tầm khoảng 1 phát cỡ thôi nha anh em, đó, đa phần tay lóng ngắn thì vậy thôi. Còn nóc chất liệu là carbon nha anh em, càng còn rất là mới. Đó, cây này phù hợp luôn rồi, thở bàn. Phải lấy ra cho anh em xem luôn. Rất đẹp nha anh em. Phối hợp cái này hình như là chưa qua sử dụng luôn á. Cực kỳ ok nha. Quả trắng thế này đây. Đó. Đọc quá là đọc đặc nha anh em. Đó. Hàng nguyên zin. Rồi, cái này giá công khai là 500k nha mọi người. Đó, giá công khai 500k. Cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần của Korea nha anh em. Cái này Korea xuất nội địa Nhật nha. Đây made in Korea còn tem. Hàng này thì hàng carbon này, carbon nguyên cây, còn nắp luôn nha anh em. Hàng carbon nguyên cây còn nắp luôn. Hàng còn rất là đẹp á. Cây này thì dài 4m5, nặng 110g, thu gọn 100cm. Cây này cần tay lóng dài nha mọi người. Đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1 phát rưỡi nha anh em. Đó, độ cứng tầm 1 phát rưỡi. Những cây này thì chia cho anh em đi câu gô giết. Đó, đánh cảm quát, đánh cảnh giác thôi. Ngoại hình còn khá ok, hàng thì hoàn nguyên zin. Đọc nó đây ha, đọc nguyên zin thì em không xử lý gì hết nha anh em. Hàng còn khá đẹp á. Đọc đây. Mấy cái này giật gô thì cảm giác khỏi còn dịp khỏi bàn nữa. À, giá công khai cây số 7 giá là 400k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây nội địa nha anh em. Cây này là cây của Nissin. Đó. Cây cần này cần nội địa nha anh em. Còn nút đây, trên đây thì nó bị xước xát một tí. Nút bao lâu cần. Đó, cây nào còn thì em báo còn thôi. Cây này thì dài 4m8, có tổng cộng là 5 lóng nha anh em. Hàng khá là đẹp á. Cây này thì cây cứng vừa thôi, chuyên cho anh em có go giết thôi, go giết. Anh em có thể lấy đánh chép cảm giác cũng được, đánh chép đánh thi cũng ok. Đầu chỉnh cái đọt chưa lấy không nhớ ra được. Hàng nội địa có khác cho anh em, sẵn nè. Để cho anh em xem. Sẵn tít luôn á. Hàng khá đẹp nha anh em. Đọt nó đây, đọt nó sẽ là đầu bu sẵn 360 độ như nè. Hàng này hàng nguyên zin. Đọt thì tham khảo với một số anh em thì anh em nói là đọt long phụng đây. Khúc ở đây là khúc đặc nha anh em, khúc đọt trên đây khúc đặc, khúc dưới đây là khúc carbon bọng bọng nha anh em. Đó. Làm cho cái đọt đặc làm cho nó chịu lực tải cao ha, với dịu cái cần lại. Khá là búng anh em. Cây này thì chia anh em có go giết rồi, go giết, đánh chép đánh phi thì cũng đánh ok.
khá đẹp nha anh em, hàng Nissin. Cây này thu gọn là 110cm nha anh em, 110, nặng là 100g thôi, giá là 650k. Đây là đọt là 0.6 ly đó, độ cứng tầm khoảng 1 phát gửi nha anh em, 1 phát gửi. Rồi giá công khai là 650k cộng ship nha anh em. Rồi đó là tổng cộng 80 cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt có thể chốt đi, số điện thoại em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi cảm ơn anh em.